Chào mừng các em đến với mỹ thuật khối lớp 9. Ở phần bài học trước, chúng ta đã tìm hiểu về nền mỹ thuật Ấn Độ và Trung Hoa. Thì hôm nay là chúng ta lại tiếp theo một số nền mỹ thuật của các nước khác ở châu Á ha các em. Chúng ta bước vào bài 13. Hôm trước là chúng ta đã tìm hiểu hai nền mỹ thuật Ấn Độ và Trung Quốc. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục tìm hiểu về mỹ thuật Nhật Bản, và mỹ thuật Campuchia và Lào. Đầu tiên là mỹ thuật Nhật Bản. Chúng ta cùng điểm qua một số những thành phố tiêu biểu của Nhật Bản ở dưới đây: Hiroshima, Kyoto, Tokyo, Sapporo, Naha, Osaka, Nagoya, Fukuoka, Yokohama và Nikko. Đầu tiên chúng ta nói về thành phố Hiroshima. Sau 70 năm nỗ lực hết mình cải tạo thiên nhiên cùng khao khát thúc đẩy hòa bình và kinh tế không ngừng phát triển, ngày nay thành phố Hiroshima đã đứng lên từ đống tro tàn thành một thành phố mỹ lệ cùng với cảnh sắc thiên nhiên tuyệt mỹ, thu hút một lượng du khách khổng lồ mỗi năm. Ngoài ra, Hiroshima còn khoác lên mình chiếc áo hiện đại mà còn hoài cổ về những gì trong quá khứ, đặc biệt là những đau thương của cái ngày định mệnh ấy qua các công trình kiến trúc như công viên tưởng niệm hòa bình Hiroshima, lâu đài Hiroshima, đền nổi Itsukushima. Đây là cảnh thành phố Hiroshima. Tiếp theo là chúng ta đến thành phố Kyoto. Từ năm 794 đến năm 1868, Kyoto chính là thủ đô của Nhật Bản, một trung tâm chính trị, tôn giáo và văn hóa hơn 1.000 năm lịch sử. Trong đó, nhiều lễ hội cũng như loại hình giải trí và nghệ thuật được giữ gìn và duy trì đến tận ngày nay. Do đó, người ta thường nói, nếu bạn muốn tìm hiểu về Nhật Bản truyền thống, thì hãy đến với thành phố Kyoto, vì nơi đây hoàn toàn không có một ngôi nhà trọc trời nào cả, mà chỉ có những công trình hiện đại được xây dựng cổ kiến theo nền văn hóa truyền thống của hơn 1.000 năm qua như chùa Ginkakuji, chùa vàng, chùa Kiyomi Udera, chùa Ginkakuji, chùa bạc, chùa Thanh Thủy Đền Fushimi Inari. Các em xem ảnh một ngôi chùa ở thành phố Kyoto. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu về thành phố Tokyo. Tiếp nối thành phố Kyoto đầy truyền thông, chúng ta hãy cùng khám phá tiếp thành phố hiện đại tấp nập nhất xứ sở phù tang, thành phố Tokyo. Chúng ta xem thành phố Tokyo. Đây là thủ đô hiện đại, đương đại của đất nước Nhật Bản. Tiếp theo chúng ta lại tham quan thành phố Sapporo. Thành phố Sapporo là thành phố lớn nhất của bán đảo,
Hokkaido nằm ở phía bắc Nhật Bản, có số dân đông thứ 1,7 triệu người, đứng thứ tư cả nước. Thành phố Sapporo không có nhiều công trình kiến trúc truyền thống như Kyoto, cũng như các công trình kiến trúc hiện đại như Tokyo, nên Sapporo được xem là thành phố có lịch sử non trẻ. Vậy tại sao thành phố này lại là một trong những thành phố nổi tiếng của Nhật Bản? Vậy chắc các bạn còn chưa biết rằng Sapporo còn được mệnh danh là thành phố lạnh giá, là thiên đường cho lễ hội tuyết diễn ra hàng năm, thu hút hơn 2 triệu khách du lịch đến tham quan. Lễ hội tuyết được tổ chức tại công viên Odori nằm ở trung tâm thành phố Sapporo. Nét đẹp đại diện cho Sapporo, ở đây du khách không chỉ được chiêm ngưỡng các tượng bằng tuyết với nhiều hình dạng bắt mắt và sáng tạo, mà còn cả ảnh vật khá thơ mộng với các đài phun nước, tượng điêu khắc và các vườn hoa đầy màu sắc. Ngoài ra, thành phố Sapporo còn nổi tiếng với ngành sản xuất bia và sô-cô-la. Quý khách có thể đến thăm nhà máy nước giải khát Sapporo, bảo tàng ghi lại quá trình chế biến bia có lịch sử hơn 120 năm của nhà máy, hay nhà máy sản xuất sô-cô-la Isiya, và sau đó cùng thưởng thức những món ăn đặc sản vùng Hokkaido cùng những ly bia tươi vừa được chế biến hay những thanh sô-cô-la mới ra lò. Thì cho các em xem đây, một con cảnh náo nhiệt của thành phố Sapporo, Nhật Bản. Tiếp theo chúng ta đến thăm thành phố Osaka. Nằm ở vùng Kinki trên đảo Honshu, thành phố Osaka là thành phố lớn thứ ba của Nhật Bản với dân số 2,7 triệu người. Osaka không chỉ là trung tâm thương mại của Nhật Bản mà còn là trung tâm công nghiệp và hải cảng chính, trái tim của vùng đô thị Kansai. Dù nằm cách xa các khu vực đô thị sầm uất, thành phố Osaka lại là một trong những địa điểm đến hấp dẫn du khách tới Nhật Bản nhất bởi vẻ đẹp độc đáo mang đậm phong cách truyền thống kết hợp hiện đại. Do nằm gần phía nam của đảo Honshu nên thời tiết ở Osaka ấm hơn nhiều so với Tokyo. Điều này tạo cảm giác thư thái tuyệt vời cho những ai muốn du lịch đến đây. Thành phố Osaka nổi tiếng với lâu đài Osaka có tổng cộng 8 tầng, thiết kế theo phong cách truyền thống Nhật Bản và được mạ vàng ròng, trưng bày các loại vũ khí, áo giáp cũng như các vật dụng dân gian của thế kỷ trước. Đền Sumiyoshi Taisha là một trong những ngôi đền lâu đời nhất ở Osaka, được xây dựng vào thế kỷ thứ 3 trước khi có sự ra đời của Phật giáo. Đây được xem là một trong số ít những ngôi đền thờ mang đậm phong cách Nhật Bản, không chịu ảnh hưởng của phong cách kiến trúc ngoại lai nào khác. Và thủy cung Kaiyukan, ở đây bạn có thể nhìn ngắm khoảng 580 loài sinh vật và 30.000 loài động vật dưới biển. Người Nhật thường có câu nói vui dân gian sau: muốn thấy kimono hãy đến Kyoto, còn muốn ăn thì hãy đến với Osaka. Bởi vì ở Osaka có cả một ngành công nghiệp phục vụ ẩm thực, bao gồm okonomiyaki, bánh khét chiên, takoyaki, bạch tuộc tẩm bột nướng, udon, một loại mì, và món sushi địa phương với những thức ăn Nhật Bản truyền thống khác. Thì cho các em xem một góc quang cảnh của thành phố Osaka. Chúng ta lại tiếp tục tìm hiểu một thành phố khác ở Nhật Bản, đó là thành phố Yokohama. Yokohama chính là thành phố lớn thứ hai của Nhật Bản. Nơi đây cũng là cảng biển lớn nhất Nhật Bản và là một trong những trung tâm thương mại của thủ đô Tokyo. Đây cũng là thành phố đầu tiên của Nhật sử dụng đèn lồng đốt khí ga, nơi kem được bán ra lần đầu tiên ở Nhật Bản, nơi đầu tiên sử dụng máy hút bụi, chiếu phim và có câu lạc bộ tennis đầu tiên ở Nhật Bản, là nơi đầu tiên các tờ báo hàng ngày được in ấn. Thầy cho các em xem một bức ảnh có góc nhìn toàn cảnh
của thành phố Yokohama, Nhật Bản. Tiếp theo, thầy trò chúng ta cùng tìm hiểu về một đất nước khác ở châu Á. Chúng ta tìm hiểu về mỹ thuật Campuchia. Campuchia là tiếng Khmer. Campuchia, tên chính thức Vương quốc Campuchia. Cũng còn gọi là Cao Miên hay Cambod theo tiếng Pháp hay tiếng Anh Cambodia, là một quốc gia nằm trên bán đảo Đông Dương ở vùng Đông Nam Á. Thầy cho các em xem một số phong cảnh của đất nước chùa tháp. Quảng trường rộng lớn, những ngôi chùa tháp được dát vàng, một cái cổng chào để đi vào thành phố Campuchia. Ở đây đường phố Phnom Penh, Campuchia. Chúng ta đang ở cận cảnh của một pho tượng thần tiêu biểu ở Campuchia. Ở phần dặn dò, các em sưu tầm thêm tranh ảnh về hai đất nước Nhật Bản và Campuchia. Và chúng ta chuẩn bị cho bài học tiếp theo, bài số 14. Bài học của chúng ta đến đây đã là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các em.